Xin chào tất cả các bạn, mình là Công nghệ số. Hôm nay mình sẽ tiếp tục chia sẻ đến các bạn một cái video nữa về một chiếc Apple Watch. Trong cái bản cập nhật mới nhất của Apple là bản Watch OS 7 thì hiện tại Apple đã cho chúng ta theo dõi được cái tình trạng sức khỏe pin nhé, tình trạng pin của chiếc Apple Watch rồi. Trước đây thì đối với iOS 13 chúng ta mới có thể theo dõi được cái sức khỏe của iPhone, pin iPhone là bao nhiêu phần trăm mặc định trong hệ điều hành luôn. Thì bây giờ Apple đã cập nhật cái tính năng đó cho chiếc Apple Watch đó, và chúng ta có thể biết được là cái Apple Watch của chúng ta còn bao nhiêu phần trăm dung lượng pin đó, tương tự như là chúng ta xem trên iPhone vậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ có hai cách để xem cái dung lượng pin dành cho chiếc đồng hồ nhá. Cách đầu tiên là chúng ta sẽ xem trực tiếp bằng cái ứng dụng Watch ở trên điện thoại. Thứ hai là chúng ta sẽ xem bằng cái ứng dụng trong cài đặt của cái ứng dụng trên trực tiếp trên đồng hồ luôn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn phần cài đặt chung này, kéo xuống cuối cùng. Ở đây nó sẽ có cái mục là Use này, đấy. Các bạn kích vào đây. Ở đây thì nó sẽ tổng kết lại toàn bộ cái thời gian mà các bạn đã sử dụng. Ví dụ như là về dung lượng thì mình sẽ bỏ qua, nhưng cái phần cuối cùng các bạn sẽ chú ý nhá. Phần cuối cùng này nó sẽ có sử dụng là thời lượng pin. Đó, thời lượng pin sau lần cuối cùng các bạn sạc đầy, có nghĩa là sau mỗi lần các bạn sạc đầy lên 100% ấy, thì cái thời lượng pin này nó sẽ reset lại và cho các bạn biết được là ví dụ như ở đây mình đang sử dụng này, đang sử dụng là 4 giờ 20 phút màn hình sáng, trong lúc mình đang sử dụng là được 4 giờ và thời gian chờ của cái đồng hồ này đang là 1 ngày 14 tiếng. Đó, như vậy thì tổng kết chung là hiện tại cái đồng hồ của mình đã sử dụng và chờ được gần 2 ngày rồi nhá, 1 ngày và 18 tiếng rồi. Đó, các bạn có thể thấy được đấy là cái thời lượng sau một lần sạc đầy 100% của đồng hồ của mình, và bây giờ nó đang vẫn là còn là hơn 20% cơ. Đó, đấy là cái cách thứ nhất là xem cái thời lượng sử dụng được trực tiếp trên điện thoại. Còn về phần dung lượng pin thì các bạn phải lên vào trong đồng hồ mới có thể xem được nhá. Các bạn sẽ mở đồng hồ lên như thế này cho mình. Đó, sau đó các bạn sẽ mở vào phần cài đặt. Đây, mục cài đặt. Rồi, mục cài đặt các bạn sẽ kéo xuống cái phần bên dưới này, nó sẽ có cái mục là Battery này. Đấy, đầu tiên vào như thế này nhá. Các bạn kéo xuống dưới hoặc các bạn sử dụng cái con nút Crown này để lăn. Đấy, nút Crown để lăn là được. Đó, các bạn có thể nhìn thấy mục Battery này hoặc mục pin, các bạn kích vào. Thì ở đây nó sẽ báo thứ nhất là phần trăm dung lượng pin. Đây là cái dung lượng pin này. Hiện tại đang còn là 20%. Cái lần cuối cùng mình sạc đầy là đến 80% là vào thứ hai và vào 23 giờ 42 phút. Đấy, lần cuối mình sạc như vậy. Và các bạn ở đây sẽ có chú ý một mục nữa là mục Battery Health, nghĩa là tình trạng pin. Đấy, thì bạn sẽ kích vào cái mục Battery Health này. Đó, thì ngay lập tức nó sẽ hiển thị ra. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy là tình trạng pin của cái đồng hồ của mình là còn 94%. Có nghĩa là mình đã bị mất 6% trong cái quá trình sử dụng rồi. Đó, thì đối với những cái đồng hồ khác, các bạn chỉ cần cập nhật lên iOS, watchOS 7 thôi là các bạn có thể xem được cái phần dung lượng pin này nhá, tình trạng pin này. Đó, tương tự như là cái phần tình trạng pin của iPhone cũng có thể xem được như thế, và trong mục cài đặt, mục Battery, và các bạn sẽ kích vào mục pin là có thể xem được. Đấy, thì đây là một cái cách xem dung lượng pin rất giá khá là hay đối với bạn nào mà mua cái đồng hồ cũ hoặc là mua lại cái Apple Watch ấy, thì các bạn có thể theo dõi qua được về cái tình trạng pin và chất lượng pin, cũng như là cái máy này đã sử dụng nhiều hay chưa, chai pin nhiều hay ít và sử dụng được ổn hay không. Đấy, thì đây là một cái mẹo cũng khá là hay. Sau khi đó cập nhật watchOS 7 thì bạn có thể làm được này. Ok, kênh của mình thì có rất nhiều clip khác, các bạn có thể trong playlist của mình nhá. Click vào playlist của mình này để tham khảo thêm các clip khác. Mình đã review về nhiều những đồ công nghệ cũng như là những cái tính năng và những cái cách sử dụng những cái thiết bị khác nhau rồi. Các bạn có thể vào trong playlist của mình để thêm tham khảo thêm và ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.